Trong khoảng một năm đổ lại đây, từ khóa Rabbit Trigger đã trở thành chủ đề được tìm kiếm và nhắc đến nhiều nhất trong các cuộc trò chuyện về gaming gear. Và tất nhiên, không thể thiếu cái tên Wooting 60HE, chiếc bàn phím đã được xem là đỉnh cao của công nghệ Rabbit Trigger với khả năng kết nối tối ưu, led bàn phím xịn sò và hàng loạt các tính năng phong phú. Tuy nhiên, mình nhận thấy vẫn còn rất ít các bài đăng hay video nào giải thích một cách cụ thể và chi tiết về Rabbit Trigger cũng như các tính năng đặc biệt trên Wooting 60HE. Chính vì thế, hôm nay mình sẽ làm video này để giải đáp tất tần tật cho anh em nhé. Chào mừng các bạn đã đến với Atifan, kênh review chuyên cung cấp những thông tin quan trọng về sản phẩm nhằm hỗ trợ các bạn trong quá trình đưa ra quyết định mua hàng của mình. Và một lần nữa, mình xin phép được cảm ơn Qmtech đã tài trợ sản phẩm cho video lần này của chúng mình. Và giờ thì chúng ta bắt đầu vào phần nội dung chính thôi nào. Trước tiên là về mặt ngoại hình, vì có số 60 trong tên nên tất nhiên Wooting 60HE sở hữu một layout 60% và đây là thiết kế dành riêng cho việc chơi game, nên nếu các bạn sử dụng bàn phím để gõ văn bản thì sẽ hơi bất tiện một chút. Mình vốn đã quen với các layout 68% hay 75% nên khi dùng 60HE để viết kịch bản cho video này, mình thấy sự thiếu vắng của các phím điều hướng là một điểm trừ lớn khi cần chỉnh sửa kịch bản. Toàn bộ case của Wooting 60HE được làm từ nhựa, dù có hai lớp lót form bên trong nhưng mình cảm thấy cây vẫn chưa được đặc cho lắm, âm thanh gõ phím cũng chưa đủ đặc, nghe hơi nhựa và có nhiều tạp âm. Do đó, hầu hết người dùng thường mua Wooting 60HE về chỉ để lấy mạch và switch. Sau đó, họ lại thay case của các bàn phím 60% khác như Tofu vào nhằm đạt được chất lượng build hoàn hảo nhất. Về tổng thể chất lượng build, vì đây là bàn phím gaming nên mình cũng không kỳ vọng quá cao. Nhà sản xuất hoàn toàn có thể làm được chất lượng build tốt hơn, nhưng điều này sẽ làm tăng giá thành khiến nó khó tiếp cận hơn đối với người dùng phổ thông. Do đó, mình chấm phần build 8 trên 10 điểm. Kế đến là phần quan trọng nhất của video, các tính năng sản phẩm. Mình phải dành lời khen cho Wootility, phần mềm tùy chỉnh bàn phím của Wooting. Giao diện hệ thống được sắp xếp rất ngăn nắp, nhiều tính năng, có chú thích rõ ràng. Và đặc biệt, phần mềm này tồn tại ở cả hai phiên bản, ứng dụng máy tính và trang web. Hơn thế nữa, mọi tùy chỉnh đều sẽ được lưu lại trực tiếp vào bộ nhớ của bàn phím, thế nên bạn sẽ không cần phải lo lắng về việc phải cài đặt lại bàn phím mỗi khi kết nối với thiết bị mới nữa. Phần mềm Wootility được chia làm 4 mục chính, gồm tùy chỉnh LED, hiệu năng, remap và các tính năng đặc biệt. Đối với việc tùy chỉnh LED, đây là tính năng đã quá cơ bản nên mình xin phép được bỏ qua để tập trung hơn vào các khả năng khác của phím. Đầu tiên là ở mục Performance, Rapid Trigger là tính năng cho phép người dùng tùy chỉnh điểm nhận và nhả tín hiệu, cực kỳ hữu ích trong những tựa game FPS khi cần counter strip hay pick góc. Với các bàn phím cơ thông thường, dù bạn đã nhả phím để nhân vật dừng lại thì cũng phải mất một khoảng thời gian ngắn để nhân vật có thể thực sự dừng hẳn. Nguyên nhân là do cơ chế truyền tín hiệu của switch thông qua sự tiếp xúc giữa các lá đồng. Với Rapid Trigger, bạn có thể tùy chỉnh điểm nhận tín hiệu ở mức 0.1mm và điểm nhả ở 0.15mm, giúp bàn phím phản hồi nhanh chóng chỉ với một tác động nhỏ trên đầu ngón tay. Tachyon Mode cũng nằm trong mục hiệu năng. Đây là chế độ hiệu năng cao của Wooting, giúp tăng tốc độ phản hồi của bàn phím xuống còn 1ms. Khi kích hoạt tính năng này, đèn LED sẽ chuyển sang chế độ tĩnh và giảm độ sáng xuống còn dưới 70% để tập trung hơn vào mặt hiệu năng. Kế đến ở mục Remap, Wootility cho phép bạn gắn lại chức năng của từng phím, thậm chí còn cung cấp sẵn một số preset như Layout Vorak được phát triển từ năm 1930 để tối ưu hơn về hiệu suất gõ máy, nhưng lại chưa được phổ biến cho lắm do layout QWERTY vốn đã thống trị từ trước đó. Và cuối cùng cũng là nơi hội tụ những tính năng hack game cực kỳ ấn tượng. Đầu tiên là Rapid Snappy. Đây là tính năng nhận diện xem phím nào đang được nhấn sâu hơn khi bạn đang nhấp nhả cả hai phím cùng một lúc, giúp hệ thống lấy tín hiệu từ phím đang được kích hoạt sâu hơn. Một biến thể khác của Rapid Snappy đó chính là Rapid Snappy SOCD, cung cấp 4 kiểu nhận tín hiệu. Đây là tính năng sẽ xuất hiện khi anh em đang kích hoạt cả hai phím ở độ sâu tối đa. App sẽ cho chúng ta tùy chọn xem liệu chúng ta sẽ muốn lấy tín hiệu từ phím đang được kích hoạt sau, lấy tín hiệu từ cả hai phím như một bàn phím thông thường, hay sẽ mặc định lấy tín hiệu từ một trong hai phím. Đây cũng là một tính năng cực kỳ hữu dụng trong những tình huống counter strip. Chúng ta có thể giữ nguyên một phím và nhấp nhả phím còn lại, hoặc cũng có thể là để phím không bị loạn tín hiệu khi ta vô tình kích hoạt cả hai phím cùng một lúc. Và cũng vì quá bá đạo nên CS2 đã phải ban thẳng tay tính năng này ra khỏi trò chơi của họ. Tiếp đến đó chính là Dynamic Keystroke. Đây là tính năng cho phép anh em gắn tối đa 4 phím chỉ vào trong một lần nhấn ở 4 điểm kích hoạt 0.1mm và 3.6mm cho cả lần nhấn và nhả phím, thì chúng ta có thể gắn tối đa 4 phím vào đây. Tính năng này sẽ thực sự hữu dụng cho những game đối kháng như Street Fighter, khi một chuỗi combo 4 phím này đã được rút gọn chỉ trong một lần bấm. Hoặc đơn giản, chúng ta có thể cài khi ấn nhẹ thì thực hiện một hành động, còn nhấn sâu hơn sẽ thực hiện một hành động khác. Vẫn chưa hết đâu, kế đó chúng ta còn có mode tap,
Đây là tính năng cho phép anh em gắn các phím chức năng và phím thường vào cùng một phím bấm. Ta có thể cài đặt để một phím hoạt động như một phím thường khi nhấn nhanh và một phím chức năng khi nhấn giữ lâu hơn. Ví dụ ở đây, mình là một người có bàn tay nhỏ nên mình rất ngại việc phải với ngón út xuống phím Control để có thể nhấn ngồi. Vậy là mình đã gắn phím ngồi vào nút Alt để có thể dùng ngón cái bấm. Nhưng với mode Tab, mình đã có thể gắn nút ngồi vào phím Space để khi mình giữ phím Space thì nhân vật sẽ ngồi, còn khi nhấp nhanh thì nhân vật sẽ nhảy như bình thường. Chống chỉ định cho những anh em chơi Z nhá. Và cuối cùng, chúng ta có Toggle Key, tính năng cho phép chúng ta chuyển đổi giữa các trạng thái hoặc các chế độ khác nhau của một phím thay vì phải giữ một phím liên tục để thực hiện chức năng. Toggle Key cho phép chúng ta chuyển đổi giữa các trạng thái bật và tắt. Khi nhấn phím một lần, phím sẽ giữ nguyên trạng thái cho đến khi ta nhấn lại. Chúng ta cũng có thể ứng dụng chức năng này vào trong phím Shift của PUBG. Cứ nhấn một lần không cần giữ là nhân vật đã có thể tự chạy rồi. Với tất cả các tính năng kể trên, em nó hoàn toàn xứng đáng với số điểm 11/9, vì mình thấy cái thang điểm 10 đã không còn đủ độ hype để chấm cho em nó nữa rồi. Vậy là chỉ với hơn 6 triệu đồng, anh em đã sở hữu được một em phím Rapid Trigger ngon nhất ở thời điểm hiện tại, với tốc độ phản hồi cao, hoạt động ổn định mà còn sở hữu cả ta tính năng đa dạng và hack game. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết clip. Mong rằng những chia sẻ của mình trong video có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về em phím Gooting 60HE này. Và nếu các bạn thấy video của mình hay thì cho mình xin một like và một subscribe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. She a silver lining lone ranger riding to an open space.